Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh pháo thủ Arsenal Và sau đây là những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật Roy Keane loại Man City ra khỏi cuộc đua vô địch với Arsenal Huyền thoại Manchester United Roy Keane đã có những phát biểu đáng chú ý trong đoạn phỏng vấn với Sky Sports sau trận đấu với Arsenal Villa như sau Cụ thể khi được người dẫn chương trình hỏi về việc đội đủ khả năng vô địch Premier League ngoài Manchester City Roy Keane đã nói như sau Nếu 3 tháng trước anh hỏi tôi câu này thì tôi có thể nói là Man City suốt ngày nhưng bây giờ tôi đang nghi ngờ về cơ hội vô địch của Man City, nhất là khi bị Aston Villa cầm hòa. Phải có lý do gì giải thích cho việc chưa có câu lạc bộ nào vô địch Premier League 4 lần liên tiếp? Để làm được điều đó, bạn phải duy trì một trình độ tiến bộ liên tục và một khao khát chơi bóng ngay cả khi phong độ giảm sút và đối mặt với nhiều ca chấn thương. Nhưng hiện tại, sự chú ý của tôi đang hướng về phía Arsenal và Liverpool. Tôi nghĩ Arsenal của hiện tại chắc chắn có đủ năng lực. Cùng với đó là sức mạnh trong chiều sâu đội hình và kinh nghiệm của năm ngoái, họ có thể giành chiếc vô địch mùa giải năm nay. Huyền thoại Roy sẽ không dự đoán Arsenal vô địch nếu ông không thực sự tin tưởng vào điều đó. Năm ngoái khi mùa giải chỉ còn tận 8 vòng đấu nữa và Arsenal chỉ kém Man City 5 điểm, Roy Keane vẫn dự đoán tự tin là đoàn quân của Pep Guardiola sẽ vô địch và ông ấy đã đúng. Mùa này khi Arsenal đang dẫn đầu và Man City của Pep đang chật vật để tìm lại động lực cho chiếc vô địch thứ tư liên tiếp, thì người hâm mộ Arsenal đều hy vọng Roy Keane sẽ đúng một lần nữa. Không ai nghĩ Arsenal lại gặp nhiều khó khăn đến thế khi làm khách trên sân của Luton Town ở vòng đấu này. Pháo thủ liên tục có bàn với lần dẫn trước nhưng đều bị tân binh Premier League gỡ hòa. Thậm chí Luton Town còn dẫn ngược Arsenal ở phút 57. Xong đó là lúc bản lĩnh của đội chủ sân Emirates được thể hiện đúng lúc. 3 phút sau ca vớt ghi bàn gỡ hòa 3 đều cho Arsenal. Sau đó Arsenal miệt mài tấn công và được đền đáp bằng bàn thắng vàng của Declan Rice ở phút 90 cộng 7. Bàn thắng này khiến Arsenal bùng nổ, dễ hiểu khi huấn viên Mikel Arteta cũng hết sức phấn khích. Thời điểm đó chiến lược gia người Tây Ban Nha trong cơn phấn khích đã vô tình bước một chân vào sân ăn mừng. Trọng tài Samuel Barros lập tức rút thẻ vàng phạt Arteta. Vì tấm thẻ này mà Arteta bị treo giò một trận vì nhận đủ cô ta 3 thẻ vàng từ đầu mùa phát biểu sau trận, Arteta nói với Ben Sport, tôi không thể ngồi im với vị trí của mình, đó là cảm xúc thuần túy. Nếu đó là một thẻ vàng thì hãy cứ để như vậy. Có lẽ Arteta cũng cảm thấy chán nản trước sự cứng nhắc này. Đúng là có những quy tắc cần tuân theo và có những quy tắc tồn tại có lý do. Tuy nhiên nhiều quy tắc trong bóng đá có cả trong ngoài sân cỏ đều mang tính chủ quan. Bàn thắng ấn định chiến thắng ở phút 97 khiến các cầu thủ và người hâm mộ Arsenal nhảy lên sung sướng vì lý do chính đáng. Arteta cũng không phải là ngoại lệ hình ảnh cho thấy Arteta ăn mừng theo phong cách không thể thuần tí hơn. Nhà cầm quân này xài bước xuống đường biên trước khi trợ lý Carlos Cuesca đuổi kịp và ra sức ngăn cản. Có vẻ như Arteta đã nhận được cảnh báo từ đội ngũ Arsenal về việc bước ra ngoài khu vực kỹ thuật. Bóng đá là một trò chơi đầy cảm xúc với những khoảnh khắc bùng nổ vốn diễn ra chỉ trong tích tác. Áp lực dồn lên các huấn luyện viên và cầu thủ là rất lớn. Chính vì thế khi có bàn, họ chỉ đơn giản là ăn mừng theo cảm xúc. Do đó, việc phạt thẻ dành cho Arteta thực sự là quyết định vô cùng khắc nghiệt. Vậy Arteta nhận thẻ vàng có mang tới thông điệp gì cho môn thể thao vua? Phải chăng chúng ta được cho là cần phải kiềm chế cảm xúc và sự ăn mừng khi chiến thắng vào phút cuối? Điều đó hoàn toàn giết chết sự thăng hoa vốn có tạo nên dư vị cho môn thể thao này. Arteta thực sự được khuyên là không nên ăn mừng, nhưng liệu ai có đủ khả năng ngồi yên một chỗ trong tình huống như thế? Cảm xúc của con người là điều khó có thể tiết chế, vì vậy tấm thẻ dành cho Arteta là tương đối khắc nghiệt. Real và Ramsdale, Arsenal chọn ai, bỏ ai? Khả năng phản xạ của David Raya thực sự là có vấn đề trong trận thắng nghẹt thở của Arsenal chưa lùi tuần thao. Mikel Arteta nhận được nhiều lời khen ngợi về năng lực chỉ đạo, giúp Arsenal bay cao ở vị trí đầu bảng tại Premier League. Tuy nhiên, cách xử lý của nhà cầm quân người Tây Ban Nha ở vị trí thủ môn với Aaron Ramsdale và David Raya nhiều lần bị đặt dấu hỏi. Cho đến giữa tháng 9, Ramsdale được người hâm mộ yêu mến và vẫn là người các đền số 1 của Arsenal. Tiền thủ Anh ký hợp đồng dài hạn mới với pháo thủ và rất tự tin duy trì phong độ ấn tượng trong mùa giải. Và rồi, Raya xuất hiện. Thủ thành Nhân Tây Ban Nha gia nhập Arsenal theo hợp đồng cho mượn trị giá 3 triệu bảng, kéo dài cả một giải vào tháng 8 với tùy chọn mua đứt và giá trị 27 triệu bảng. Real đang mang về cạnh tranh với Ramsdale cho vị trí số 1. Tuy nhiên sau trận ra mắt trước Everton vào tháng 9, cầu thủ này hầu hết bắt chính tuần này sang tuần khác. Arteta nhấn mạnh rằng Arsenal không có thủ môn số 1, nhưng những gì đã diễn ra trở nên rõ ràng, Real được trọng dụng hơn. Cầu thủ 28 tuổi đã ra sân 15 lần trong mùa giải này, nhiều hơn 7 lần so với những đồng nghiệp. Tuy nhiên không phải lúc nào Real cũng chơi ổn định. Hai trong số đó suýt khiến Arsenal phải trả giá đắt trong trận thắng trên Luton Town thao với tỷ số 4-3. Khi Arsenal dẫn trước 2-1 vào đầu hiệp 2, Real có pha lao vào đấm bóng thiếu chuẩn xác, tạo điều kiện cho Adebayo đánh đầu khi bàn cứu hỏa. Chỉ 8 phút sau, đội chủ nhà vượt lên khi thủ môn người Tây Ban Nha không thể cản phá cú sút chìm của Ross Barkley. Cảm tệ hơn nữa khi biết rằng màn trình diễn trên Luton Town thao bị đánh giá thấp nhất so với bất cứ thủ môn nào trong một trận đấu cụ thể tại Premier League mùa này. Theo WhoScored, mai cho Real, Arsenal giành chiến thắng nhờ pha lập công của Declan Rice. Vậy Ramsdale có hơn Real? Thứ nhất, Real có nhiều trận giữ sạch lưới hơn, 7 trận so với 3 của thành thủ Anh. Dù vậy điều này không quá khó hiểu do Real ra sân nhiều trận hơn Ramsdale. Real cũng để thủng lưới 13 bàn, trong khi Ramsdale chỉ để thủng lưới 8 bàn. Nhưng một lần nữa là do số trận thi đấu nhiều hơn, nhưng cả hai đều có những nét khá tương đồng. Trung bình Real để thủng lưới không phải chỉ bàn mỗi trận, còn với Ramsdale là một bàn một trận. Thủ thành người Tây Ban Nha có tỷ lệ cứu thua cao hơn một chút, 65,8 và 61,9. Về mặt phân phối từ phía sau, Real hoàn thành nhiều đường chuyền hơn 32,4 so với 27,9 và có tỷ lệ chuyền chính xác cao hơn 74,3 so với 65. Đây có thể là chính lý do khiến Atleta ưu tiên cầu thủ cho mượn từ Brentford hơn. Rõ ràng Real phù hợp hơn bởi pháo thủ sẽ tận dụng khả năng chơi chân của thủ môn từ phía sau. Họ cần một người gác đền tự tin cầm bóng dưới chân mình. Real thoải mái hơn khi thực hiện những đường chuyền quan trọng, đặc biệt là khi bị gây áp lực. Tuy nhiên Real lại mắc phải ba lỗi dẫn đến bàn thua từ đầu mùa. Ngoài hai sai lầm lớn trước Luton, thủ môn này có mắc lỗi trong trận đấu gặp Chelsea sau khi bị Mikhailo Moric ghi bàn. Miếng đánh mới hiệu quả của Arsenal với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 và lưới của Luton Town, Arsenal có vẻ đã xây dựng được một miếng đánh mới. Arsenal bước vào mùa giải năm nay với tham vọng cực lớn. Họ phá vỡ kỷ lục chi tiêu của câu lạc bộ khi vung ra 105 triệu bảng cho tiền vệ Declan Rice. Arsenal hạnh phúc như thế nào với chữ ký của Declan Rice khi anh ghi những bàn thắng quan trọng? Tuy nhiên vẫn có một tấn minh đáng khen trong trận đấu với Luton Town và chính nhân vật này đã giúp Mikel Arteta có thêm nhiều minh đánh trong thời gian qua. Trở lại tình huống chuyển nhượng vào mùa hè, Arteta muốn nâng cấp vị trí số 8 trong đội hình. Arsenal chủ động đẩy đội phó Granit Xhaka sang Bundesliga để tái đầu tư vào Kai người có phí chuyển nhượng 65 triệu bảng. Cầu thủ này gần như không tạo ra được ảnh hưởng trong thời gian tiền mùa giải đến giai đoạn đầu mùa. Mà đến ngày 30 tháng 9, cầu thủ người Đức mới có bàn thắng đầu tiên cho Arsenal ở sân chơi Premier League. Tuy nhiên, nó cũng đến từ một tình huống mà các đồng đội nhường cho Cahavet xuất phạt đền trong chiến thắng 4-0 trên sân Bournemouth mọi chuyện dần trở nên tốt hơn với Kai từ tháng 11. Anh ghi bàn vào lưới của Thổ Nhĩ Kỳ trong trận giao hữu hôm ngày 18 tháng 11. Sau đó chính Kai là vị cứu tinh của Arsenal khi đánh đầu tung lưới Brentford ở phút 89. Bàn thắng đó có nét tương đồng với cú dứt điểm vào lưới của Luton Town khi mà Kai bất ngờ băng lên từ tuyến hai trong bối cảnh hậu vệ đối phương đã bị hút theo trung phong của Arsenal. Thực tế những tình huống xuất hiện ở cột hai như vậy rất khó để phòng ngự. Granit Xhaka một giải trước cũng nhiều lần ghi bàn từ những pha phối hợp kiểu này, nhưng bộ kỹ năng của Granit Xhaka bị hạn chế vì chỉ thuận một chân khiến cho đối thủ dần bắt bài được tiền vệ người thụy sĩ. vớt là phiên bản nâng cấp đáng kể của Granit Xhaka khi sở hữu thể chất tốt hơn cũng như lối chơi kỹ thuật hơn. Cầu thủ này bị hạn chế duy nhất từ hai năm qua là đã đánh mất đi sự tự tin. Có vẻ như Arteta đã giải quyết được vấn đề này ở hậu trường và kết quả là người ta đã thấy một vớt rất khác trên sân cỏ. Việc Harvard thích xâm nhập vào hành lang lưỡng lự của đối thủ sẽ mở ra những khoảng không gian rộng lớn cho Jesus, Saka và mà cả Martin Odegaard chơi bóng. Arsenal giờ đây không còn là đội bóng phụ thuộc vào những pha trồng biên của Saka mà đã biết đánh trực diện hơn. Hãy cảm ơn Kai Havertz và sự dũng cảm của Arteta nếu cuối mùa bóng này Arsenal có được một danh hiệu nào đó. Họ đã từng bước làm mới mình trong bối cảnh truyền thông gây áp lực và sẵn sàng chế giễu sau mỗi thất bại của đội bóng. Vì sao Arsenal không bán Nketiah? Tiền đạo người Anh đã từng vấp phải những chỉ trích vì khả năng dứt điểm, song trên thực tế anh vẫn mang đến những đóng góp quan trọng cho câu lạc bộ. Dù thiếu tính ổn định trong khâu dứt điểm, tuy nhiên Eddie Nketiah vẫn là lựa chọn được huấn luyện viên Mikel Arteta sử dụng trong hầu hết mọi trận đấu. Kể từ đầu mùa giải, chân sút người Anh đã đóng góp 14 trên tổng số 15 trận đấu tại Premier League và trong khoảng thời gian đó, anh ít nhiều để lại dấu ấn. Nketiah tiếp tục để lại dấu ấn trong trận đấu tiếp theo với Crystal Palace. Anh chính là người mang về quả đá phạt đền cho Martin Odegaard ghi bàn thắng duy nhất của cuộc đụng độ này. Nhưng khi nhắc đến khoảnh khắc đáng nhớ nhất của NKTA kể từ đầu mùa, cần phải nhắc đến của Hatchik và lưới của Sheffield. Dù được đá chính ngay từ đầu hay trong vai trò dự bị, chân sút 24 tuổi lên thi đấu hết mình. Với tần suất hoạt động liên tục và sự chăm chỉ trong việc di chuyển, kéo giãn đội hình đối phương của NKTA được huấn luyện viên Mikel Arteta đánh giá cao. Bên cạnh đó, theo Fabrizio Romano, ban huấn luyện Arsenal cũng rất hài lòng về cách cư xử của NKTA bên ngoài sân cỏ. Họ tin rằng ngôi sao khoác lên mình số áo của huyền thoại Thierry Henry sẽ sớm hoàn thiện kỹ năng săn bản để trở thành một phần quan trọng của câu lạc bộ.